Dạ, Văn Thanh đang đi quay bán một cái căn nhà. Thì nhà người ta xây trên cái nền đất rất là lớn ha, có hai căn riêng rẽ luôn. Này, căn nhà này là ở ấp 1 xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Là ngay cầu Ông Thình nha bà con. Bà con cứ định vị ngay cầu Ông Thình là nó sẽ ra. Đây là số điện thoại của chính chủ luôn nè. Giá 2 tỷ 2 chắc giá nha. Bà con mình có thương lượng được thì thương lượng. Số điện thoại của anh Tư nha, 0933399906. Anh Thanh đọc lại nha, 0933399906, gặp anh Tư. Đất của mình là tổng thể của nó là 169,4 m² nha, tổng thể của đất là đất thổ cư luôn, đất ở nông thôn luôn. Đó, đất là đất ở nông thôn, còn diện tích xây dựng của căn đầu này là 56 m² ha, 56 m² là xây dựng căn đầu, là căn Văn Thanh đang đứng đó, một lát Văn Thanh sẽ quay lại. Rồi, thì hình dáng đất ha. Đây hình dáng đất đây. Nó đi từ đây là đường ngoài ha. Giờ Văn Thanh sẽ quay ở ngoài cho bà con mình thấy nha. Cái đường ranh này luôn nha. Dạ. Đây mình đang đứng ở cái căn này, căn đầu. Này ha, căn đầu thì bề ngang khoảng 4 m. Bề sâu vô gần 12 m 11 m mấy á. Là căn đầu, còn cái căn bên hông thì nó đi cái hẻm này nha. Một lát thì mình sẽ quay hẻm bên hông cho bà con mình coi, có một căn ở phía sau nữa. Giá chắc luôn là 2 tỷ 2. Đây là cái đường hẻm, một lát Văn Thanh sẽ quay. Nhà mình thì móng rất là tốt nha bà con. Chủ nhà đang nói nếu mà ai làm tấm thì đổ lên được luôn. Tại vì lúc ban đầu người ta cũng dự định người ta làm, nhưng mà người ta chưa có vốn, người ta chỉ làm móng trước thôi. Còn mình muốn đổ tấm thì mai mốt mình cứ đổ lên, móng rất là tốt. Nhà này thì phần trên bà con mình về chắc cũng phải sơn phết lại ha. Sơn cũng hơi cũ rồi, ở dưới thì ốp. Gạch này chắc về cũng phải chỉnh sửa lại hết bà con, nó không muốn bị bể rồi, về làm lại. Ở đây là ngay cầu Ông Thình luôn, quốc lộ 50 đi vô. Đây là một phòng ngủ. Phòng ngủ này 6 tấm gạch ha, 6 tấm gạch ngang, 6 tấm gạch dọc. Đây cũng một cái ngủ, phòng ngủ luôn. Phòng này tiền chế thôi ha, giả chiến. Phòng ngủ này hơi nhỏ. Đây thì cái bếp ăn. Đây cái nhà bếp, cái toilet nha. Đó. Còn cái phần nhà sau, năm Thanh nói đó, phần nhà sau mình phải đi cửa hông. Một lát mình đi vô cái nhà sau ha. Diện tích cái nhà này là 56,1 m² ha. Đó là căn đầu tiên, nó nằm trên cái nền đất thổ của mình là 167,9. 169,4 ha. Thôi Văn Thanh nói là 170 đi cho nó trọn ha. Cái đất mình là tổng thể là 170 m² thổ cư. Đây thì cái cổng hông của mình đi ra căn ra sao ha. Đó, mình đi vô cái cổng hông này. Dạ. Phần sau này thì đó mình làm cái gì đó thì mình làm, mình muốn cất nhà trọ mình ra, mình phá ra, mình chỉnh nhà trọ lại ha, chỉnh từng phòng lại. Còn đây là cái sân trống. Đây, nhà của mình phần này. Đây cũng là một căn nhà luôn mà đi cái hẻm hông đi vô. Cái sân ở trước rất là rộng rãi nha. Đó, mái tôn. Đây. Phần nhà này thì mình đếm gạch đi. 2 4 6 8 10 12 14 15 15 miếng gạch hơn ha. 15 miếng gạch hơn bề ngang 2 4 6 8 10. Ngang gần 10 miếng gạch. Dài 15 miếng gạch hơn. Bề ngang 10 miếng gạch. Rồi, ở đây có một phòng ngủ. Đây, có một phòng ngủ ha. Phòng ngủ
con làm không? Rồi chắc này bà con mình về mua phải chỉnh sửa. Thì hiện tại với cái giá tiền này, với đất này thì Long Thanh cảm thấy rất là ok đó. 170 m² đất thổ cư luôn. Còn sau mình còn một cái miếng đất trống rất là rộng rãi, có cái toilet phía sau. Cái bếp thì nằm ở đây. Đất mình là đất thổ cư hết, đất ở được, đất ở nông thôn. Mình muốn xây dựng sao thì mình xây dựng nha. Sân này còn rất là rộng rãi luôn. Sân này còn rồi chiều dài cũng có gần tới 10 m, bề ngang chắc cũng khoảng gần 5 m. Ở phía sau là con rạch ha. Đó. Sau là con rạch của người ta, nhà nước. Đây, Văn Thành sẽ quay từ phía sau quay tới. Thì có số điện thoại của anh Tư chính chủ luôn, bà con mình cứ liên hệ nha, liên hệ anh Tư để mình đến mình coi cho nó rõ ràng. Đó, Văn Thanh thì quay có chi tiết nhưng mà không biết chi tiết cỡ nào, còn mình cứ phải mua bán, mình cứ phải đi xuống mình coi thêm. Đây là cái hẻm hồng nha, hẻm bên hồng. Đây là căn nhà phía trước, rồi căn nhà mình là căn nhà phía sau ở đây. Đây căn nhà phía trước là anh Văn Thanh xây quay cái phần đích quay tới. Đó. Giờ mình hướng này mình hướng đi ra lại ha. Đi ra lại một tiền. Số điện thoại anh Tư thì Văn Thanh đã đọc rồi nha, đọc phía đầu. Ở đây là nó thuộc ở ấp 1 xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Bình Chánh luôn. Ồ lộn, thành phố Hồ Chí Minh lộn. Cái đường này là cũng đường thông ha, đi ra ngoài luôn. Đó, nhưng mà mình sẽ đi theo cái con đường chánh là đường này nè. Đó, đi đường này ra. Văn Thanh sẽ quay lại căn này là căn đầu nha. Đó, căn đầu ngày nãy trong không có đâu quay rồi. Đó. Dạ. Ở đây thì vô hẻm nha. Vô hẻm thì mình quay căn phía sau. Và hai căn này và cái hẻm hông này là tổng thể nó cộng lại á. Chứ ở sau có cái sân nữa, trước có cái sân nữa. Tổng thể cộng lại là 170 m² đất thổ cư nha. Và thực tế nghe nói là đo có thể còn hơn nữa đó, phần sau có thể là phần hơn đó. Đây. Đó mình coi lại nha, đó hình dáng đất. Đó hình dáng đất nha bà con, coi cho rõ ràng dùm Văn Thanh nha. Đây là cái đường nè, đường hẻm nè, đó. Đường này chạy ra chút xíu đây, là chạy đây ra quốc lộ 50 nè. Ha. Đây, ra quốc lộ 50 đây nè, quốc lộ 50 nè. Cầu Ông Thình nằm đây nè, cầu Ông Thình nằm khúc này nè. Đó. Thì đây, đất bề ngang như bề dọc như nằm đây hết. Rồi, có nhu cầu cứ liên hệ với anh Tư nha. Đây, số điện thoại, Văn Thanh nói lại đó. Số điện thoại đây ha, anh Tư. Diện tích đất của mình đây, 169,4 m, đất thổ cư. Cái nhà đầu xây dựng ở trên này, có ban công nhà cấp 3 ha, đó, 56,1. Còn phần sau không có hoàn công nên không có để. Văn Thanh có quay hết rồi. Giờ thì Văn Thanh sẽ dạo một vòng ra cái hẻm này, bà con mình tham khảo. Văn Thanh sẽ đi ra tới cầu Ông Thình luôn nha. Đây cái hẻm của mình nha bà con. Hẻm này thì chắc cũng gần 2 m. Hẻm này thì khúc này thì xe ba gác thôi, còn khúc ngoài kia xe du lịch đó. Có đoạn này nó hơi teo lại. Mình đây thì còn rộng rãi ha, vườn này còn rộng rãi quá, mốt nhà mọc lên chắc là vui lắm á. Còn thằng chịu khó đi trong này ha, trong đây thì đường xá còn rộng rãi lắm, lát Văn Thanh chạy ra ngoài kia còn rộng hơn nữa. Đi khoảng chưa tới 200 m nữa là ra tới đường hẻm lớn rồi. Từ đó kia chạy ra quốc lộ 50 kế bên, từ đây ra, từ nhà ra quốc lộ 50 Văn Thanh đón nó khoảng độ 400 m rồi, khoảng 400 m là tới. Ở đây còn đất trống quá trời này nè, xung quanh này còn. Ai có nhu cầu thì về đây mua, liên hệ mua đất để ở luôn.
Ở đây là ấp 1 xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha bà con. Mình đi ra tới cầu Ông Thình là qua bên kia là như thuộc Đa Phước rồi đó. À, bên đây thì đi chút xíu nó thuộc Tân Kim, khu công nghiệp Tân Kim á. Đây cũng có đường đi vô nè, mà không biết đi đâu thôi. Đây là bắt đầu mình đi ra quốc lộ 50 này nha. Đó, đi bộ ra quốc lộ 50 khoảng từ đây đó khoảng 100 mét thôi. Đây quốc lộ 50 ha. Giờ Văn Thanh quay cái đường vô để bà con mình thấy, để mình đi vô. Nãy là quay trong quay ra, bây giờ mình quay từ ngoài quay vô lại ha. Đó là lên cầu Ông Thình, lát Văn Thanh chạy lên cho bà con coi. Đây nha, từ bên quốc lộ 50 đổ về qua cầu Ông Thình, đổ xuống cầu Ông Thình khoảng 100 mét thôi, mình thấy có cái hẻm ha, khoảng vượt lót. Đây đại lý vượt lót, quay xung quanh để cho bà con mình thấy được dễ đường từ vô ha. Rồi gặp bách hóa xanh bên kia nha, đó bên tay trái có bách hóa xanh, lùi lại thấy có đường hẻm đi vô này, chỗ giặt ủi, chỗ tiệm tóc Thanh Nhàn nè, tiệm tóc Thanh Nhàn đi hẻm này đi vô, rồi đi vô tới đi, gần khi đằng kia có cái hẻm mình quẹo tay phải vô, phía trước có việc lót. Rồi giờ Văn Thanh sẽ chạy lên cầu Ông Thình cho bà con mình tham khảo. Đây là quốc lộ 50 thuộc địa phận xã Quy Đức, ấp 1 xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đi về hướng quốc lộ 50 này, đi về Nguyễn Văn Linh đó, chạy thẳng về Nguyễn Văn Linh, đi về quận 7 luôn. Rồi thôi bây giờ Văn Thanh tạm biệt bà con nha, ai có nhu cầu thì liên hệ với anh Tư, số điện thoại Văn Thanh cũng đã đọc ngay từ đầu rồi ha.